Mới lục ra được có cái đầu bắt nơ nữa. Bắt nơ. Con này là S55 nha. Hôm hôm qua hôm kia là em có đem một cái đầu là B55 ha. Này là S55. Hai con công suất như nhau. Đây. Công suất nó đây. 55 cc, 6 kg. Độ ồn nó cũng khác, là độ ồn nó thấp nhất dưới 100 dB, nên là chắc con này cái vỏ nhựa nó về nó cứng lắm. Này là cứng lâu rồi nha, như là để bãi nó cứng đó. Người ta chắc mấy chồng là nó đè xuống nó cứng đó. Thì cái nắp nhựa của nó về này mình dán lại thôi đó, dán lại đó hoặc đẹp bắt được. Xiaomi trên ơi nhớt là dưới chỗ này. Ủa con này nó còn có sức mà nó đen thui à? Quẹt cái khó sức nó còn đen thui luôn. Nghĩa là nãy rồi khó sức. Đó khó sức còn luôn kìa. Cái tay này về nén lại nha mọi người. Cái tay này nó nằm nằm ngang vào đây này. Mà chắc nó cắn rồi. Nó quật vào đây. Đó ok. Nằm rồi. Bù. Con này chắc mạnh lắm nha. Anh em nào dùng rồi người ta biết. Mấy anh em mua hộp cái đầu, mấy cái đầu mấy con kia tiếp lắm. Nghe kỹ rồi mua nha, con này giật hơi nè, VIP lắm. Nó hơi rất là căng nha. Hơi cực kỳ căng luôn. Đó. Chưa có bung mở gì nha mọi người. Ốc ạc còn suy. Chế được còn nha. Đó. Ôi, con này, cái đầu này em để cho cái đầu hôm bữa là do tại nó cứng nên là em để 500.000, còn cái đầu này thì giật hơi rất là căng, chuông nó còn đủ nha mọi người. Chuông nó mới lắm nha, cái chuông nó cái vết mà cắn cái xích chắc 1-2 lần thôi, nó không có ít nhiều. Rồi con này để cho, đầu này để cho 650 nha, 650 anh em là nhanh tay thì còn nha. Này dùng rất là bền và nó khỏe lắm, 55 cc khỏe lắm. Đi cắt keo mà xài mấy cái lam 6 tấc hoặc là 5 tấc rưỡi cắt đau sướng. Cái con hu mà hu ana 353 cắt chưa bằng nó đâu, không 353 không bằng nó. Cái con này đầu này để cho 650 nha. Giá thì